Xin chào các bạn, mặc dù đã ra mắt được 2 năm và thuộc về hàng già cỗ trong giới công nghệ, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, khi nhắc đến giải trí, vẫn chưa nhiều sản phẩm có thể cho trải nghiệm vượt qua chiếc S7S. Thậm chí, những chiếc máy đó nó có giá đắt hơn rất nhiều mà lại không cho người dùng được cảm giác thú vị khi sử dụng. Vậy, chiếc Samsung Galaxy S7S có điều gì tuyệt vời hay có những điểm nào nặng đô hơn so với những chiếc máy khác? Thì hôm nay mời các bạn cùng đi tìm hiểu với mình trong video này nhé. Ở thời điểm khi S7S ra mắt, khi khái niệm màn hình vô cực vẫn chưa ra đời, thiết bị này xứng đáng được nêu tên như một trong những thiết bị sáng tạo và hút mắt nhất khi sử dụng màn hình cong tràn viền bề hai bên. Với kiểu thiết kế này thì người dùng sẽ không còn cảm giác thấy bị giới hạn chút nào, kể cả vấn đề hiển thị lẫn thao tác tay trên màn hình. Bên cạnh những trải nghiệm tuyệt vời, màn hình Super OLED 5.5 inch độ phân giải 2K còn làm rất tốt nhiệm vụ hiển thị của mình. Với màu đen sâu, màu sắc nịnh mắt và rực rỡ, giúp cho những thước phim dù là ngôn tình hay cho đến những thể loại bom tấn của Hollywood cũng sẽ trở nên rất hoành tráng khi xem qua màn hình của chiếc máy này. Còn về khoản chơi game thì màn hình to và nét sẽ là lợi thế không nhỏ cho các tựa game FPS yêu cầu đồ họa cao như là PUBG. Nói chung về phần màn hình thì có lẽ có rất nhiều chiếc máy khác trong cùng phân khúc sẽ lép vế trước chiếc smartphone này. Đã nói về những sản phẩm flagship là chúng ta không thể nào không nhắc đến cấu hình khi nó có thể cho các bạn dùng thoải mái trong khoảng 1 đến 2 năm tiếp theo, và Galaxy S7S cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Với chip xử lý là Qualcomm Snapdragon 820 trên bản Mỹ và Exynos 8890 trên phiên bản Hàn, kèm theo dung lượng RAM là 4GB, chiếc máy này đều có thể mang lại một hiệu năng rất tốt và dư giả cho người sử dụng. Có thể nói là dù đã có tuổi nhưng mà FPS vẫn chiến tốt các loại game trên thị trường. Nhưng cấu hình đã ra mắt được 2 năm nên một số tựa game nặng như là Advance 9 hay là PUBG sẽ không chơi được mượt mà 100%, mà đôi khi chúng sẽ có một số hiện tượng giật lắc nhẹ. Nó cũng không gây quá khó chịu cho các bạn đâu. Bên cạnh đó, RAM 4GB cũng là một đồng chí tin cậy với hai vi xử lý trên khi cho khả năng đa nhiệm rất tốt. Đây sẽ là một thiết bị phù hợp với mọi nhu cầu nghỉ ngơi của bạn. Kết hợp với bộ vi xử lý mạnh cùng màn hình tuyệt đẹp, có lẽ bạn sẽ không phải lo lắng một tí gì về trải nghiệm giải trí của mình. Về camera thì dù chiếc S7S này đã lỗi thời một chút so với mặt bằng chung hiện tại khi chỉ có một camera với độ phân giải là 12MP nên không thể nào chụp ảnh xóa phông được. Nhưng mà các bạn cũng yên tâm, chúng ta có thể sử dụng chiếc máy này để chụp ảnh chân dung với phần mềm Google Camera khi nó chụp ảnh chân dung qua phần mềm này rất ảo diệu, mà thậm chí là phần mềm này còn làm ngon hơn rất nhiều so với các camera kép nữa cơ. Còn lại mọi thứ trên camera này đều rất tốt, từ màu sắc sống động cho đến độ chi tiết cao, lại còn có một camera selfie cực kỳ đỉnh với 5MP kèm theo màu sắc và nhiều chế độ làm đẹp khác nhau, sẽ giúp cho các bạn có được những bức ảnh cực kỳ chất lượng trong cuộc sống. Sở hữu những thông số cao cấp cùng với một màn hình lớn độ phân giải cao, nhưng thời lượng pin trên Galaxy S7S vẫn rất tuyệt vời, vẫn dư giả cho một ngày sử dụng. Với viên pin 3600mAh cùng với sự tối ưu tương đối tốt từ Samsung, thì S7S là một trong những sản phẩm có thời lượng pin châu bò nhất trong đại gia đình smartphone họ nhà Sam vào thời điểm nó ra mắt. Không những có thời lượng pin tốt thì S7S được trang bị công nghệ sạc nhanh WeChat 2.0 cho khả năng sạc tương đối nhanh và giúp trải nghiệm của bạn không bị gián đoạn quá lâu. Tóm lại, mặc dù đã ra mắt được 2 năm nhưng mà S7S vẫn còn rất hot ở thời điểm hiện tại khi chúng ta có một chiếc máy có cấu hình tốt, camera ngon và một màn hình xuất sắc. Nếu các bạn muốn tham khảo thêm giá bán của những chiếc Samsung Galaxy S7S phiên bản Hàn hay phiên bản Mỹ thì đừng quên truy cập website xtmobile.vn để tham khảo thêm. Còn bây giờ thì xin chào.